Em đã có một giai đoạn trưởng thành u tối khi mà gia đình em không hạnh phúc, khi em không có một người cha hoàn hảo. Mình có cảm giác được là mình không thể nào sống quá lâu. 20 tuổi là quá đủ cho một cuộc đời, vì nó không có một tia sáng nào trong cuộc sống đó cả. Chị không dùng từ ích kỷ, nhưng em bé ấy ra đời vì em nhiều hơn vì em bé. Cái sinh mạng của em bé ấy nó phải thuộc về nó, và điều đó nó tạo ra một cái cuộc chiến ở bên trong của em, nó không dừng được. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Vali Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta luôn đều đặn đón chào ở không gian này một vị khách đến cùng với Vali Cảm Xúc. Trong hành trang họ mang theo, chúng ta cũng đều rất là hồi hộp, bởi vì không biết trong đấy sẽ có những cảm xúc như thế nào. Dù là những cái sự việc đấy nhiều người cùng trải qua, nhưng cái cảm nhận của họ trong cái trải nghiệm đó nó cũng không thể là giống nhau. Đấy là lý do mà chúng tôi tin rằng việc một ai đó được lắng nghe, được chia sẻ, được giải bài về tất cả những gì mà mình đang trải qua, và đặc biệt một điều đó là cái chia sẻ của mình có thể giúp cho một ai đó có một cái cảnh ngộ tương tự, có thể tự tìm thấy giải pháp, là một điều vô cùng cần thiết và ý nghĩa. Và quý vị khán giả thân mến, tối hôm nay chúng ta lại được tiếp chuyện cùng với một bạn dưới góc nhìn của khoa học tâm lý. Thì cái độ tuổi 20 mấy 30, tròm trèm ngoài 30, là một cái độ tuổi cũng có rất nhiều biến động. Con người ta cũng rất dễ chênh chao, rất dễ hoang mang. Và trong cái sự chênh chao đó thì chúng ta hay bắt gặp một cái cụm từ, đó là khủng hoảng tuổi 30. Là một cái giai đoạn mà người ta thường rất tự hỏi rằng là đã ổn chưa, và mình còn thêm điều gì nữa hay không. Tuy nhiên đó là một cái mặt bằng chung thôi. Còn đối với những cái vấn đề thuộc về tâm lý, tâm tư của từng người thì nó luôn có những cái ngoại lệ và có những cái bản sắc rất là riêng. Cho nên chúng ta cũng không vỏ đoán xem là câu chuyện tối hôm nay nó có phải là của sự chênh chao như vậy hay không. Chỉ có một cách duy nhất để biết được sự thật và đầy đủ câu chuyện, đó là chúng ta chào đón nhân vật đến với chương trình Vali Cảm Xúc mà thôi. Trời ơi, bắt tay. Rồi, mời em ngồi. Wow, chị không ngờ là một cái nhân vật rất là quen thuộc như thế này. Và khán giả chắc chắn cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà chắc là mình chào lại quý vị khán giả để gợi nhớ về nhau nha. Chào quý vị khán giả, tôi là Trịnh Tú Trung. Hôm nay Trung rất vui khi được đến với chương trình Vali Cảm Xúc. Thật sự là Trung có theo dõi những cái số chương trình này rồi, và cũng đã từng nghĩ là không biết khi nào mình sẽ là được ngồi ở đây để nói chuyện cùng với là một người bạn, một người chị của mình, là chị Tô Nha. Tại vì mỗi lần mà nói với chị chuyện với Tô Nha xong về nhà, mình cảm giác được là mình có thêm nhiều cái vốn sống. Mặc dù Trung cũng là một người nghe nhiều, đọc nhiều, hiểu nhiều, nhưng mà tự nhiên mình gặp một cao nhân hơn mình á, mình cảm thấy cuộc sống này thật sự là thú vị. Và đó là lý do tại sao Trung khao khát được ở đây, và hôm nay mình được kéo Vali để đến đây với chương trình Vali Cảm Xúc. Trời ơi, cảm ơn em, cảm ơn cái sự hào hứng gặp gỡ như thế này. Thực ra thì cũng không cao nhân gì đâu, nhưng mà đúng, mỗi một cái lần mà chúng ta được gặp một ai đó, nó đều cho chúng ta những cái góc nhìn khác, và đôi khi trong cái khác đó mình lại thấy cái mới và nó bình an ha. Rồi, như vậy thì với một sự hào hứng như vậy thì một cái Vali rất đẹp, rất vừa vặn, mình phải để nó lên bàn thôi. Nặng nha. Bây giờ mình sẽ có một cái dự báo về cái vali này trước đi. Nếu như mà đặt tên cho cái vali này luôn, đặt tên cho toàn bộ cái hành trang này luôn, thì bây giờ Trung sẽ đặt tên gì? Nó cũng giống như cuộc đời vậy đó, tức là nó được phủ một cái màu không đẹp. Cái màu sắc đó là cái màu sắc an toàn, và cái điểm nhấn là thứ để khiến cho mình trở nên nổi bật. Thì em muốn cuộc đời em có những cái điểm nhấn mà khiến mình trở nên nổi bật hơn, là tổng thể mình trở nên rực rỡ. Yeah. Trung, có bao giờ em nhận được cái nhận xét này về bản thân chưa? Đó là em là một người rất là duy mỹ, là theo đuổi cái đẹp, theo đuổi cái sự cầu toàn, cái hình ảnh đẹp đẽ. Dù là nỗi đau vẫn phải là một nỗi đau rực rỡ. Thật ra đó cũng là điều mà cuộc đời em hướng tới. Tức là mình sống có thể vui, có thể buồn, nhưng những điều đó phải xứng đáng. Tức là nếu là nỗi buồn thì nó phải xứng đáng để mình buồn. Điều này có nghĩa là hành trang ngày hôm nay nó nặng là đúng rồi. Tại vì
gì, em sẽ luôn lựa chọn những cái gì nó phải thật sự đáng. Buồn cũng phải buồn cho đáng, vui thì cũng phải vui cho đáng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở vali. Chị có mở sai không ta? Không, chị đã mở đúng rồi đó. Rất là nhiều lớp nha mọi người. Đúng rồi, nỗi buồn chồng chất lắm. Chồng chất luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á, sao mà nó quá trời là ngôn ngữ hình tượng như vậy. Ngăn chính, ngăn phụ. Wow. À, mở hai lớp rồi. Thêm lần này nữa. Chắc chưa? Dạ, chắc rồi, cuộc đời cũng đừng có quá nhiều thử thách. Wow. Hai món. Ba đó. À, ba luôn. Wow. Một cái bị mem bé. Nhưng mà cái thẻ chữ cảm xúc mà em dành cho nó là chữ ích kỷ. Bây giờ mình đến món thứ hai đi. Đây là một cái vật rất to. Một cái vật rất to, rất vinh hiển. Một cái cúp Asia Top Awards có khắc tên Trịnh Tú Trung. Nhưng chúng ta lại đọc được một cái thẻ cảm xúc là thiên vị. Và món cuối cùng ở trong hành trang em mang theo là... Đây là một chiếc đồng hồ, lẽ ra em sẽ đeo lên tay đó. Nhưng em muốn nó nằm ở đây. Một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ thì nó là một cái vật dụng chỉ báo về thời gian qua đi mà không có quay trở lại. Nhưng mà nó có một cái thẻ cảm xúc là ràng buộc. Ở giai đoạn này thì những món đồ này là những món đồ mà em cảm giác được nó sẽ kể được câu chuyện một cách trọn vẹn nhất. Và những cái khó khăn, những cái ngổn ngang trong lòng của em mà em cần được gột bỏ, em cần được tách bạch nó ra để mình cảm giác được là mình sẽ nhẹ nhàng hơn, để mình cảm giác mình thoải mái hơn và tiếp tục sống. Chị cũng hy vọng là cuối cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì chí ít chị em mình cũng sẽ để lại những cái cảm xúc này vào đúng chỗ của nó, ngăn nắp nhất có thể trong khả năng bóc tách của chị em mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để sửa soạn tâm thế và lắng nghe trọn vẹn những cái trải nghiệm mà Trịnh Tú Trung đang rất là sẵn sàng chia sẻ ngày hôm nay. Trong ba cái món này, thực ra mỗi món chị đã thấy nó là một cái câu chuyện vô cùng đặc sắc rồi. Mặc dù chị cũng chưa biết câu chuyện nó là gì, nhưng mà nếu như bây giờ mình kể để mình thấy rằng là nó chồng chéo lên nhau và nó tạo ra một cái hiện trạng hiện nay của em, thì em nghĩ rằng là cái nguồn cơn nó sẽ bắt đầu từ cái món nào trước? Nguồn cơn đầu tiên chắc chắn nó sẽ được bắt đầu từ cái bỉm sữa. Bỉm trước rồi, bây giờ vậy thì tạm thời để hai món này vào trong ở đây, lát nữa mình thu xếp sau. Em bắt đầu làm cha từ cách đây bao nhiêu lâu rồi? Tính tới giờ phút này thì em bé của em được 16 tháng. Là em bé lớn, em bé nhỏ được 8 tháng. Như mọi người đã biết thì em không phải là một người có cuộc sống hôn nhân bình thường. Em là người chọn con đường làm bố đơn thân. Và các con của em được sinh theo hình thức y khoa tiên tiến, đó chính là IVF. Và đó cũng là một trong những lý do mà em có cái suy nghĩ đó. Đó là cái sự ích kỷ. Vì rất nhiều người sẽ hỏi em câu hỏi là những đứa trẻ được sinh ra là đa phần xuất phát từ tình yêu, nhưng đứa trẻ của em thì không như thế. Nhiều người sẽ cho rằng đứa trẻ của em được sinh ra đời dựa vào nguyện vọng của em, sự kỳ vọng của em đối với cuộc đời mình mai sau. Tức là mình sợ cô đơn, mình sợ một mình muốn có một người bên cạnh để chia sẻ. Thì nó sẽ không phải là một cái điều tinh hoa của tình cảm như những đứa trẻ khác được ra đời. Tức là mình đã từng nghe những cái phản biện như vậy. Dạ vâng. Và bản thân em cũng đã từng suy nghĩ luôn về cái chuyện là mình yêu đứa bé này quá nhiều đến mức muốn nó được tồn tại trên đời. Hay là thật sự như mình những yêu gì mình. Mọi người vẫn nói đúng, mình yêu bản thân mình. Mình sợ sự cô đơn, mình sợ một mình. Vậy thì chị muốn em lùi thời gian lại một chút, sớm hơn cả cái thời điểm mà mình đón hai bé tới với cuộc đời mình. Cái khoảng thời gian nào mà em bắt đầu với một cái suy nghĩ là mình phải có con? Cái suy nghĩ có con đối với em nha, nó được xuất phát từ lúc em còn rất nhỏ rồi. Là bao nhiêu tuổi? Tức là khi mà em bước qua cái giai đoạn trưởng thành. Em đã có một giai đoạn trưởng thành u tối khi mà gia đình em không hạnh phúc, khi em không có một người cha hoàn hảo. Mình có cảm giác được là mình không thể nào sống quá lâu. Đối với em lúc đó, thời điểm đó là 15 tuổi đối với mình đã là quá dài, 20 tuổi là quá đủ cho một cuộc đời, vì nó không có một tia sáng nào trong cuộc sống nó cả. Cho tới lúc mà mình tốt nghiệp đại học, mình đi làm, mình có những thăng tiến trong công việc, mình bắt đầu ổn định, bắt đầu có dư giả, thì mình cảm giác được là sự sống của mình thật sự có ý nghĩa. Mình có thể đóng góp được cho gia đình, có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ, có thể khiến cho những người khác bình yên, và mình có thể làm cho xã hội này đẹp hơn, vui hơn. Thì lúc đó em muốn được làm cha. Thật sự từ bé đi, khi mà em nghe một cái bài hát mà em rất thích, đó là ca khúc Cho Con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu á. Em nghe ca khúc có cái câu mà ba sẽ là cánh chim á, đưa con đi thật xa. Thì em thật sự em rất thích câu hát đó, mặc dù em biết được là mình sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu cái câu hát đó nghĩa là như thế nào. Có khi nào cái sự cảm mến dành cho cái câu hát đó, đó như một cái khao khát mà vốn mình không có bắt gặp được? Như em nói là chuyện em muốn làm cha, nó là một trong những cái tâm điểm của cuộc đời em. Và em muốn được thử làm cái việc đó. Em muốn bằng tình thương của mình, bằng cái trải nghiệm của cuộc đời mình để làm điều đó trọn vẹn nhất, bằng tất cả những thiếu thốn mà em đã mất mát ở trong quá khứ. Em nhớ cái ngày mà em quyết định làm chuyện đó thì cả nhà không ai ủng hộ em cả.
mọi người đều nói được là liệu mình lo được cho mình chưa, mà nghĩ tới cái việc làm trách nhiệm với một đứa bé. Cái ngày mà em đi bệnh viện em cũng đi một mình. Ngày đó mọi người có biết là em vào viện không? Mọi người chỉ biết ước chừng được là em đang tiến hành cái việc đó, nhưng không biết nó vào thời gian nào, vào thời điểm nào. Mọi người vẫn hy vọng là nó không diễn ra. Khởi đầu của quá trình đó là em một mình, vì thật sự là mình quá khao khát. Vì chính cái sự khao khát đó của bản thân mình đó, nên đôi lúc mình tự nghĩ được là có khi nào là mình ích kỷ. Vì nếu như mà mình nuôi dạy con thành công, có nghĩa là mình làm tốt vai trò của mình, đứa trẻ được hưởng những thứ nó xứng đáng được có, thì mình làm tốt bài tập mà tạo hóa giao cho mình. Còn nếu không thì mình đã sai một nước cờ rồi, và cái lỗi sai đó xuất phát từ mình. Đứa bé nó không được quyền chọn lựa, mà lần này cũng không phải là tự nhiên nữa, không phải là ông trời muốn như thế nữa, mà là bản thân mình muốn. Nên cảm giác trách nhiệm đó nó rất là nặng ở trên vai mình, và nó khiến cho mình cứ có cái suy nghĩ đó, có khi nào mình là người ích kỷ không, có khi nào mình là người quá nghĩ cho bản thân hay không. Vậy thì bây giờ mình chốt lại nè, cái chữ ích kỷ mà em đặt lên trên một cái vật dụng như thế này, nó là một cái nhận định từ người khác dành cho em, hay nó chính là một cái sự hoài nghi mà chính em vẫn đang tự hỏi nó sẽ là trường hợp nào nhiều hơn? Em có một thói quen là em không bao giờ nghe những gì người khác nói. Vậy thì đây có nghĩa là tiếng nói nội tâm của chính mình đó là sự dành cho cái hành trình mình đi. Khoan hay bàn về chuyện em có ích kỷ hay không, nhưng cái lý do để em làm điều này nó đủ lớn. Vì sao nó lớn? Bởi vì nó xuất phát từ chấn thương tâm lý thời thơ bé của em. Tụi em cũng chia sẻ là nó không đơn thuần là việc khao khát làm phụ huynh đâu. Cái việc mà người ta muốn được nuôi dưỡng một em bé và người ta thấy được cái thiên chức làm cha làm mẹ bên trong của mình á, nó đơn giản hơn cái cuộc chiến nội tâm của em nhiều lắm. Em vẫn còn tự hỏi cái điều này, bởi vì hơn ai hết chính em là người biết được mình đã trải qua cái gì. Thế thì việc mà em trở thành ba của một em bé, trước tiên nha, nó là một cái khao khát để, giống như em dùng từ đó là em tái khẳng định lại, em tái định nghĩa đó. Thì ở đây đó chính là việc mà em có một cái ước muốn được sửa sai, và em có một cái ước muốn để chứng minh rằng đây mới là chuẩn mực mà em cài đặt nè. Và chuẩn mực này là chuẩn mực vốn dĩ một ai đó đến với đời em họ phải thể hiện cho được, nhưng họ đã không làm được điều đó. Vậy thì bây giờ em phải làm được cái điều đó. Nghĩa là ở đây là như vậy, chị không dùng từ ích kỷ, nhưng em bé ấy ra đời vì em nhiều hơn vì em bé. Vì em nhiều hơn vì cái thiên chức làm cha của em. Em hiểu rất rõ điều này, và đó là lý do em dằn vặt. Nó khổ ở chỗ là em hiểu rõ cái điều này, và em cũng hiểu rất rõ cái quyền, cái sinh mạng của em bé ấy nó phải thuộc về nó. Và điều đó nó tạo ra một cái cuộc chiến ở bên trong của em, nó không dừng được. Lúc thì em nhìn em bé đó và em yêu con, em thương con, em chăm con. Em hiểu rằng là đời con sau này là của con. Nhưng ngay lập tức em tự nhớ lại là mình đang muốn cái gì trên cái đứa bé này. Em sẽ bị kiệt sức. Và chị muốn hỏi là đã khi nào mình ở trong trạng thái kiệt sức như vậy chưa? Từ ngày hai em bé đến với cuộc đời của em. Dạ có, rất là nhiều khoảnh khắc mình cảm giác được là mình mệt mỏi cùng cực. Nhiều lúc nó làm cho mình mệt, nhưng có nhiều lúc nó khiến mình đứng thẳng. Nó không cho phép mình ngã đổ hay là quật quẹo gì hết trơn. Tức là những lúc mệt cũng không được than mệt. Mình phải cảm giác được mình làm cái việc đó bằng tất cả những yêu thương. Có những cái thói quen mà thật sự là trước đây mình không có, bây giờ mình phải tập cho có luôn. Ví dụ như thói quen đọc sách, tức là em là người thích xem, thích nghe hơn là thích đọc, nhưng vẫn phải tập. Tại vì bây giờ mình tập cho con mình đọc sách, thì mình không muốn sau này lớn lên con sẽ hỏi được là ủa con có thấy bao giờ ba đọc sách đâu mà cứ ép con phải đọc sách. Em không muốn con em sau này phải hồ nghi về những cái điều mà mình dạy dỗ, nên mà phải tự tập cho mình. Thì em nghĩ đó cũng là một cách mình rèn giũa lại bản thân mình mỗi ngày một chuẩn mực hơn. Thì đó, sinh con rồi mới sinh cha đó. Nhưng mà rõ ràng là như chị nói, nếu như mọi cái tiêu chuẩn đó nó được thiết lập một cách bình an thôi, ừ thì vì con cận vậy thì giờ mình sẽ làm vậy, người ta làm điều đó nó nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng vì ở em á, em còn làm điều đó như một dạng bài tập, như một dạng làm mẫu. Vì em đã thấy nhiều cái mẫu nó sai, nên bây giờ em muốn xây lại một cái mẫu đàng hoàng. Và điều này nó làm cho mình cảm thấy nhiều khi mình căng thẳng. Vậy thì chị hỏi thật nha, có khi nào trên cái hành trình làm bố đơn thân, nhiều khi mình nghĩ cũng vì cái việc mình chọn bố đơn thân mà cái con đường mà mình chọn cái người bạn đồng hành với mình tự dưng nó hẹp lại không? Đó là chiếc đồng hồ em đã ghi nè. Vậy thì lôi ra đi. Thích những cái cuộc nói chuyện mà nói cái này cái tự nhiên cái có câu chuyện cho cái khác. Ràng buộc là đúng luôn, là đúng. Đó, nó rất là dễ hiểu luôn. Khi chúng ta đeo cái đồng hồ vào tay, chúng ta được rất là nhiều lợi ích. Chúng ta sẽ thấy được thời gian, chúng ta sẽ cảm nhận được một thứ trôi qua. Nhưng mà nhiều khi nhìn những thứ trôi qua đó đâu phải lúc nào mình cũng cảm thấy vui đâu. Có những tích tắc trôi qua mình cảm thấy rất hạnh phúc, và có những tích tắc đồng hồ khiến cho mình cảm thấy thật sự áp lực. Mấy sinh viên của chị đang chạy đến like hiểu câu này. Thì cái cách mình đeo đồng hồ vào tay như vậy đó là một cách ràng buộc về mặt tượng hình. Sẽ kẹp nó ở đây.
nó nằm ở đây. Bạn có thích đeo rộng đeo chật đi nữa thì cái đồng hồ nó vẫn ở đây, nó không thể đi đâu khác được. Và nó nằm ở đây làm gì? Nhắc nhở bạn về cái kế hoạch, nhắc nhở bạn về tính kỷ luật. Thì trong cuộc sống cũng như vậy luôn, đặc biệt là trong cuộc sống bố đơn thân của em, thì nó nhắc nhở em biết được là à, mình còn con còn cái. Tức là tới một lúc nào đó bạn sẽ biết được chính xác được là giờ này là giờ gì. Và không ở gần đi nữa thì bạn cũng biết được chuyện gì đang diễn ra ở nhà, em bé đang như thế nào. Là một nghệ sĩ thì chị biết rồi, mình thức rất khuya hoặc là mình không có nhiều kỷ luật về thời gian. Nhưng khi có con cái thì tất cả mọi thứ đều phải thiết lập lại, 9 giờ phải tắt đèn đi ngủ hết. Tại vì mình còn thức là con còn thức, còn lơi hay bấm điện thoại là con vẫn còn lơi hay nhìn lén điện thoại của mình luôn. Đúng là những bạn nhỏ bây giờ rất là ham nhìn điện thoại, thế là mình phải tắt đi ngủ. Sáng thì vẫn phải thức dậy lúc 6 giờ để đưa con đi học, xong rồi chiều thì phải lật đật chờ tới đúng giờ để đón con. Nó trở thành một cái quy củ mà mình cảm giác được là mình không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy đó. Và mình sẽ không bao giờ còn không gian riêng cho bản thân quá nhiều nếu như mình không biết cách thu xếp nó một cách hợp lý. Và khi bạn không còn không gian thời gian cho bản thân thì không thể nào có chỗ cho một người khác để bước vào. Có bao giờ em cảm thấy cũng chạnh lòng chút đỉnh vì cái sự thu hẹp mối quan hệ xã hội như vậy không? Thật ra là mình không còn bạn luôn á chị, tức là chả có bạn nào sống ở cái giờ đó của mình á. Em thấy rất là nhiều người anh chị nghệ sĩ rất là hay, vẫn có những người họ chăm con tới lúc con ngủ là 11 giờ đêm, 12 giờ đêm thì họ vẫn ra ngoài đi xem phim, vẫn đi ra ngoài hẹn hò bạn bè sau cái giờ đó. Tại vì họ hai người. Ồ vậy hả? Còn em thì không làm được vậy luôn. Thì bây giờ nói chung luôn là nó đã trở thành số phận thôi. Mà đó là số phận thì mình phải chấp nhận. Nãy giờ chị cứ nhìn vào tay của em đúng không? Đây, thì đây bàn tay của em là một thứ rất là thú vị. Tức là nhẫn này nó là một cặp, một trái tim to và một trái tim bé thì thường nó phải là một đôi. Nhưng khi em đeo thế này người ta đòi hỏi là tại sao em lại mua cả một cặp. Nói thử thì mình thì không có một đôi thì mình sẽ tự đeo. Tay trái sẽ phải tự lắm đến tay phải, tay phải sẽ phải tự vỗ về cho tay trái. Đó, để phải tự san sẻ cho nhau, từ bản thân mình phải từ tâm sự bên này, gục đầu bên này, nói xong thì sẽ gục đầu bên này để tâm sự, để mình tự ủi an. Em nói về cái tự dưng chị lại nhớ tới một điều mà chị hay nói với các bạn sinh viên nhà chị. Có những cái dùng từ đạo lý đi ha, mặc dù từ này nhiều người cũng dị ứng, nhưng mà có nhiều cái đạo lý sống ở đời á, không cần nhìn đâu xa mà thấy, soi gương là thấy. Tai thì phải có hai cái đi nghe hai bên, muốn biết được sau lưng mình là cái gì thì phải vận động, bởi vì mắt nó chỉ nhìn về phía trước. Vậy thì phải biết xoay trở để nhìn được nhiều hướng, chứ không có đứng yên. Và cái đôi tai của chúng ta nó giúp chúng ta tự ôm lấy chính mình. Người ta không thích một mình đâu, nhiều mình nó vẫn tốt hơn. Nhưng khi bạn một mình, điều đó cũng không có nghĩa là bạn không có khả năng yêu thương hoặc là không có khả năng tự bảo vệ, bởi vì bạn còn tự ôm lấy chính mình được bằng cái cử động rất kỳ diệu của cái cơ thể này. Thì thôi, nhẫn thì mua hai chiếc đeo hai tay. Em có thèm khát sự bình an không Trung? Em có. Nhưng mà hình như em không có điều đó đúng không chị? Nhìn em không có đúng không? Trải nghiệm của em không có. Tất cả những gì em đặt để, và thậm chí em có rất nhiều những cái thành tựu. Nhưng cái sự có thành tựu đó nó chỉ làm cho em có được cái khoái cảm về cái việc là tôi được vinh danh, nhưng không có bình an. Rồi đó lý do là em tìm tới con cái, vì em nghĩ là nó sẽ giúp em chữa lành. Nhưng nó ngược rồi. Con cái sẽ trưởng thành hạnh phúc với em, với cái điều kiện đầu tiên là em phải bình an. Câu này em nghe rồi đó. Chính xác là cái cô giáo hiệu trưởng nó cũng chia sẻ với em như vậy. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng cuộc đời mình, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng ở con cái của mình. Em chỉ cần nhớ lời chị dạy, chỉ cần em bình an, con cái em sẽ bình an. Đúng rồi. Chứ không phải là đến với con để mình được bình an, mà là mình bình an để đến với con. Đó là bài tập về nhẹ giải tiếp nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái hình dung, cái ước đoán của mình trên cái hành trình mình làm cha đi. Là mình biết sẽ có những đứa trẻ lớn lên, rồi sẽ có những em bé mới được đến với ngôi nhà này. Thế thì cái thiên vị đó em đã nghĩ gì về nó? Mà tại sao nó lại gắn với một cái thành tựu, một cái sự vinh danh? Nó cũng mang tính chất rất là tượng hình. Giống như chị nghĩ coi, khi mà chị được một giải thưởng đi thì mình sẽ có một cái cúp. Mình sẽ có một cái cúp. Nhưng nhà mình có rất nhiều con. Như trước đây mình hay nói là cái cúp này tôi sẽ mang về tặng mẹ. Mình có một người mẹ thôi, nó rất dễ. Bây giờ tôi mang cái cúp này để về cho con của tôi, bốn đứa chẳng hạn. Thì đó, bốn đứa con đó, đứa nào sẽ là đứa được cái cúp này. Ngay cả bạn chọn đưa chai cầm trước thì đó đã là một sự thiên vị rồi. Vô hình chung trong cuộc đời chúng ta luôn luôn có một sự định hình, và chúng ta luôn luôn có một sự ưu ái nào đó mà chúng ta không nhớ tới và chúng ta không nghĩ ra. Chúng ta không nghĩ nó là thiên vị đâu, nhưng mà đôi lúc người không được nhận điều đó lại cảm giác được bị tổn thương. Ví dụ khi cầm một gói bánh đi, chị bước vào văn phòng, mình đưa cho người này trước thì những người khác họ đã suy nghĩ rồi,
tại sao là bạn này được cầm miếng bánh đó trước, mặc dù họ biết là tin được bánh nó cũng chia đều, nhưng mấy ai nghĩ được như vậy đâu. Thoáng một trong khoảnh khắc nào đó họ sẽ cảm thấy buồn, và đây là một cái gánh nặng của cuộc đời em nữa. Tức là em là người luôn muốn con mình có cảm giác được là yêu thương đông đầy và đồng đều. Em không muốn con mình có cảm giác hồi ba thương chị hơn thương con, hay là ba thương em hơn thương con. Và nó lại là một bài tập ngày nào cũng phải giải, ngày nào cũng phải thực hành. Trước khi bước chân vào cửa thì cũng đều phải dặn lòng là sau khi đẩy cửa vào sẽ ôm lấy cả hai con, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng ở trước mặt mình hết trơn chị. Lúc thì đứa này ở trước, lúc thì đứa kia nó ở đằng sau, và phải làm một cái việc đó một cách lần lượt. Bây giờ thì em bé còn nhỏ, em nghĩ là chưa hiểu được cái chuyện đó, nhưng em muốn sau này lớn lên nó sẽ nghĩ như thế. Tại vì đó, nó vẫn suy được là từ cái cốt lõi của vấn đề là mình đơn thân, và mình luôn nghĩ là mình có một mình à, và nó thiếu nên mình muốn nó có nhiều hơn. Chứ giả sử mình là một đôi đi thì mỗi người ôm một bé, đó là một sự san sẻ. Hôm sau mình lại đổi thứ tự, nó rất dễ. Nhưng mà bây giờ mình cũng là thứ tự đó, là thay đổi thứ tự trước sau, nhưng mà sẽ luôn luôn có cảm giác là người có người không vào cái thời điểm đó. Nên bây giờ bong bóng cũng phải mua hai cái, đồ chơi cũng mua hai cái, mặc dù không có cùng một quan điểm. Tức là cả hai con chưa có cùng cái sở thích chơi đồ chơi ngay bây giờ, nhưng em đã có chuẩn bị ngay bây giờ là tất cả mọi thứ đều là hai thứ chứ không phải là một. Vì em không muốn là sau này lớn lên nó nhìn lại là ủa tại sao chị có cái này mà con không có, hay là em được cái này mà con không có. Em nghe câu này chưa Trung? Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Em có. Đó là cái câu mà bây giờ muốn sửa. Thì bây giờ không biết sửa làm sao đây nè. Sửa từ con. Bởi vì chị chắc chắn với em là chúng ta không thể yêu thương những đứa trẻ đồng đều được. Bởi vì tình cảm là cái thứ mà em không có cân đo đong đếm được. Mà nhiều khi chị rất là nể người xưa, cho nên chị mới nói là tinh hoa người xưa, tinh hoa cổ nhân đó hay lắm. Người xưa nói gì? Bàn tay nó cũng có ngón dài, ngón ngắn. Vậy thì con của em nó cũng sẽ có những cái đứa không giống những đứa còn lại. Nhưng lại có một câu rất là hay trong cái vai trò làm cha mẹ đó. Mu bàn tay hay lòng bàn tay thì đều đau, đều là thịt. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải yêu thương các con của mình, không phải bằng một cái tâm niệm là yêu thương đồng đều. Bởi vì không thể nào có cái chuyện đồng đều được. Vậy thì chúng ta chỉ có thể yêu thương con mình theo đúng với cái bản sắc mà đứa trẻ đó nó có, theo đúng với nhu cầu mà đứa trẻ đó nó cần, theo đúng với cái tầm năng lực của đứa trẻ đó thôi. Cho nên trong dạy học, trong khoa học giáo dục của tụi chị, nó có một cái mệnh đề, nó có một cái nguyên lý dạy học là gì? Lấy trẻ làm trung tâm, chứ không có lấy thầy cô làm trung tâm. Mà lấy trẻ làm trung tâm không có nghĩa đó là làm cho đứa trẻ nó cảm thấy là nó trở thành một cái nhân vật mà gọi là chiếm giữ những cái sự ưu tiên nha. Không phải vậy, mà là chúng ta yêu nó bằng cái bản sắc của nó. Vậy thì ở đây em sẽ phải suy nghĩ theo kiểu đấy để em giảm được cái áp lực về sự thiên vị này nè. Vì sao? Bởi vì buộc em vẫn phải đưa cái cúp này cho một đứa nào đó trước. Và lý do đưa cho nó trước bởi vì đơn giản rằng thậm chí là con cũng sẽ là đứa trẻ cầm cái cúp này trong suốt quá trình mà cả nhà chúng ta nói về cái cúp này luôn. Vì con cẩn thận hơn những bạn còn lại. Nhưng mà nếu như nói về màu sắc của cái cúp thì ba sẽ nói với em khác. Bởi vì em ấy có những cái đam mê với cái việc đó là cảnh sắc xung quanh, màu nó như thế nào, hình dạng của nó ra làm sao. Ba sẽ nói về cái trải nghiệm của ba để có được cái cúp này với một cái em bé rất quan tâm đến những câu hỏi. Ba đã làm điều đó như thế nào? Tại sao lại là thế này? Tại sao lại là thế kia? Mỗi một em bé nó sẽ có một cái tố chất đặc biệt của riêng nó. Và chúng ta yêu thương con đồng đều theo kiểu mỗi em sẽ được giao một cái nhiệm vụ trên cùng một vấn đề. Thực ra làm cha mẹ như một người quản trị. Làm cha mẹ đôi khi chúng ta phải ở trong vai trò của một người quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt với những gia đình đông con. Mỗi một cái giai đoạn các con sẽ có những cái bộc lộ khác nhau. Mình nhìn thấy cái điều đó ở con để mình bắt đầu tận dụng cái đó như một dạng tài nguyên và dùng nó để bồi ra cái sự tự hào cho em bé. Thì đó là cái cách đó. Em bé 16 tháng của em bây giờ là biết đi chưa? Biết đi, biết chạy, biết nói sơ sơ rồi. Nó là biết rất là nhiều rồi. Em bé lớn tên gì ta? Bé lớn tên là Tinh Tú. Bé nhỏ là Gia Tú. Dạ, nhưng mà chị nhớ mà... tên ở nhà của dạ, hai là, con kìa. Là Moza Moka. Moza và Moka. Moza là em bé lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì rõ ràng là bây giờ Moza hoàn toàn có thể đi dẹp cái biển của em dạ. vào trong sọt rác đúng không? Moza có thể lấy một cái bình sữa cho em cùng với ba. Cái tự dưng em đâu còn đơn thân nữa đâu đó. Nếu mà chúng ta chuyển hóa cái tình cảm gia đình thành cái việc là ai cũng có vai trò,
thì em sẽ không còn bị căng thẳng về câu chuyện là sức mình đảm đương được tới đâu. Và đây sẽ là một cái bộ dụng cụ để em đưa ra cái quyết định của mình về việc thay hay là không thay. Và trong trường hợp thay thì mình sẽ đặt lại tên của những cảm xúc này là những cảm xúc gì? À, thay cả ba thẻ. Ủa, chị thay cái gì vậy? Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cả ba thẻ cảm xúc đã được viết lại nhưng mà chúng ta vẫn đang không biết nó có nội dung gì. Em sẽ thay cho cái món nào đầu tiên vậy Trung? Ở đây. À, chị được nhận một cái thẻ mới tên là tự hào. Yeah. Và không có thiên vị nữa, mình sẽ tự hào vì mọi trải nghiệm của mình đều sẽ được các con đồng hành. Trong cái năng lực của từng đứa trẻ thì đứa trẻ đó đều có thể mang đến sự tự hào cho mình. Ha. Và dĩ nhiên là những cái thành tích mà mình đạt được thì dĩ nhiên đó là sự tự hào rồi. Và thiên vị được ở lại đây. Yeah. Hãy tự hào vì con trong độ tuổi nào cũng đều có những cái năng lực nhất định để mình có thể kết nối với các bạn ấy. Thẻ chữ thứ hai của chúng ta sẽ là yeah, cái đồng hồ đang rất là hồi hộp. Không biết cái đồng hồ sẽ được thay thế bằng cái gì? Kỷ luật. Nó vẫn là một cái từ mà tích cực hơn là ràng buộc. Cái chữ ràng buộc nó vẫn làm cho con người ta ở thế bị động. Nhưng kỷ luật thì khác. Tôi kỷ luật vì tôi lựa chọn sự chủ động. Tôi biết bản thân mình cần gì, muốn gì, phải như thế nào. Kỷ cương lề lối nó vẫn là một điều rất là tích cực và cần thiết cho đám trẻ nha, trong hành trình lớn lên. Và dĩ nhiên thì bây giờ mình còn có món cuối cùng thôi. Chị cũng đang rất là hồi hộp. Cái sự ích kỷ này nó sẽ được thay thế bằng một chữ ích kỷ khác. Bằng chữ ích kỷ khác. Yeah. Yêu thương. Yêu thương mình. Chị hơi áp đặt. Nhưng chị hy vọng rằng cái chữ yêu thương này trước tiên là yêu thương em. Dành cho em. Chứ không phải là con là đầu tiên hay là duy nhất. Mà đầu tiên phải là yêu thương mình. Bởi vì một người mà có khả năng yêu lấy chính mình rồi hiểu rõ chính mình thì người ta mới có thể có năng lực để yêu người khác. Yêu thương thôi, đơn giản thì đến với nhau thì yêu thương nhau. Nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Chị muốn biết rằng là trước khi mà em đến đây, không, ở chặng đầu cái cuộc gặp gỡ này, cho đến khi em buộc phải nhận cái bài tập từ phía của chị và em quyết định giải bài tập tại chỗ, thì cái sự chuyển biến ở bên trong của em trong toàn bộ cái hành trình mà mình trò chuyện với nhau nãy giờ nó diễn ra như thế nào Trung? Thật ra là em nghĩ là chị là người cảm nhận rõ nhất cái sự chuyển biến tâm lý trong em. Cũng như khán giả là người theo dõi chương trình sẽ thấy rất là rõ cái sự biến chuyển tâm lý của Trung. Đó là mình từ một người rất là nhiều nỗi lo, nhiều nỗi sợ, thậm chí rất là gay gắt với cuộc sống. Hơi cực đoan nữa. Đó là từ cực đoan và mình thay đổi dần. Cũng như là chúng ta nói là trong cuộc đời mình không thể nên nó như không có thầy vậy đó. Thì em nói mình tới đây để tìm cao nhân mà, đi tìm thầy thuốc thì dĩ nhiên phải là những người nào đó giúp mình chữa được cái chuyện đó. Và lành hay không thì nó còn phải qua quá trình nữa. Thì em hy vọng là từ những cái lời khuyên của chị, từ những cái sự dẫn dắt tâm lý từ chị hướng cho em, thì em sẽ có được cái nhìn sáng hơn cho cuộc đời em. Vì em biết đó là hướng tích cực. Đôi lúc chúng ta biết được đó là điều đúng, nhưng mình không biết làm sao để mình làm đúng. Thì bây giờ em cũng nghĩ ra được thêm nhiều phương hướng khác để mình có những cái suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên như chị nói đó chính là phải yêu thương bản thân mình. Cốt lõi mình mong muốn nhất vẫn là sự bình an cho các con của mình. Thì hơn ai hết mình phải mang lại bình an cho bản thân mình đã. Vậy thì bây giờ chúng ta về nhà thôi để các con có thể được ôm ba, được ngủ cùng với ba một cái giấc ngủ rất là êm ái, nhẹ nhàng. Cảm ơn Trịnh Thu Trung một lần nữa vì đã đến đây và cùng tạo nên một cái cuộc trò chuyện mà chị nghĩ là nó cũng rất là ý nghĩa với nhiều ông bố bà mẹ khác. Tạm biệt em. Tạm biệt chị. Cảm ơn chị thật nhiều. Quý vị khán giả thân mến, có rất nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta chạm được tới, nó là duyên may. Nhưng chúng ta
giữ lại điều gì cho mình và chúng ta đối diện với từng sự việc đó như thế nào thì nó lại là sự lựa chọn. Và khi đưa ra một lựa chọn thì cũng không có nghĩa là chúng ta đều đã sẵn sàng, hoặc là chúng ta đều rất là mạnh mẽ, hoặc chúng ta đều có thể giải quyết hết tất cả những cái khó khăn, mà chúng ta đã có cái lựa chọn cho riêng mình và chạm vào cái tình huống đó. Tuy nhiên, chúng tôi tin một điều rằng tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua nó luôn là những cái chất liệu vô cùng quý giá, trước hết là cho hành trình trưởng thành của bản thân, và sau đó với một cái việc chia sẻ nó như thế này, giống như trong câu chuyện tối hôm nay, chúng tôi cũng tin rằng nó sẽ là mối liên hệ nhất định để quý vị khán giả cảm thấy là mình vẫn còn kết nối, mình vẫn còn có một người đồng cảm, và ồ, thì ra vấn đề của mình hoàn toàn có thể giải quyết dựa trên một cái sự tương tự của câu chuyện mà khách mời tối hôm nay đã chia sẻ với chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho Bali Cảm Xúc của tuần này đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dành tình yêu thương cho chương trình Bali Cảm Xúc. Đều đặn gặp nhau vào lúc 19h30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở số phát sóng kế tiếp. Những đứa trẻ được sinh ra là đa phần nó được xuất phát từ tình yêu, nhưng đứa trẻ của em thì không như thế. Nhiều người sẽ cho rằng được sinh ra đời dựa vào nguyện vọng của em, sự kỳ vọng của em đối với cuộc đời mình mai sau. Tức là mình sợ cô đơn, mình sợ một mình muốn có một người bên cạnh để chia sẻ. Thì nó sẽ không phải là một cái điều tinh hoa của tình cảm như những đứa trẻ khác được ra đời. Và bản thân em cũng đã từng suy nghĩ luôn về cái chuyện là mình yêu đứa bé này quá nhiều đến mức muốn nó được tồn tại trên đời. Hay là mình yêu bản thân mình sợ sự cô đơn, mình sợ một mình.